vó ngựa Mông Cổ đi tới đâu, cỏ nơi đó không mọc nổi. Lời tuyên bố ngạo mạn của đế quốc hùng mạnh nhất thế kỷ 13 vang lên trên những ngả đường xâm lược gần hết châu Âu. Với một lực lượng hùng mạnh, Kublai, em ruột Temujin, cùng các tướng lĩnh của y tin rằng sẽ chiếm được nước ta trong hành tiến. Kublai nghĩ như vậy bởi y chưa biết gì về dân tộc Việt Nam. Người Việt Nam chính là những con người đã hô vang tiếng quyết đánh trong hội nghị Bình Than, là những con người thể hy sinh trong hội nghị Diên Hồng, và họ là những con người với quyết tâm sát thát đã ba lần đánh tan tác quân Nguyên, chôn vùi ý chí xâm lược của chúng dưới ngọn sóng Bạch Đằng. Bằng chiến công của mình, cha ông ta đã dạy cho kẻ thù hiểu được Việt Nam có nghĩa là gì và thế nào là người Việt Nam. Done one.